Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ của truyền hình Pháp luật Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thứ ba ngày 29 tháng 1 năm 2019, bản tin sẽ có những nội dung chính sau đây. Bộ trưởng Công an được thăng quân hàm đại tướng. Hai nguyên thứ trưởng Bộ Công an bị đề nghị hơn 2 năm tù trong vụ án liên quan đến Vũ Nhôm. Hơn 30 em bé ở Hải Phòng bị phản ứng sau khi tiêm vaccine Comirnaty. Hồ Henier là nhan sắc vượt thời gian năm 2018. Tổng thống Venezuela Maduro đề nghị đối thoại với ông Trump. Tình hình Venezuela tiếp tục rất căng thẳng. Tướng Iran đòi tung đòn hủy diệt nếu Israel gây chiến. Trung Quốc phản ứng dữ dội với các cáo buộc của Mỹ với Huawei. Trung Quốc rót tiền xây dựng Macau thứ hai, Campuchia đối mặt nhiều hệ lụy. Sáng ngày 29 tháng 1, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh các lực lượng vũ trang đã trao quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng cho Bộ trưởng Công an Tô Lâm và trao quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng đối với ông Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt chúc mừng hai vị vinh dự được phong quân hàm dịp này, khẳng định việc Đảng, Nhà nước phong hàm đại tướng đối với các ông Tô Lâm và Lương Cường thể hiện sự tin tưởng, quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng vũ trang, là sự ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của họ đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển quân đội, công an cũng như trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt hai cán bộ được thăng cấp bậc hàm đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm bày tỏ niềm vinh dự lớn được Đảng, Nhà nước phong quân hàm đại tướng, khẳng định đây không chỉ là vinh dự, tự hào của cá nhân mà là niềm tự hào chung của Công an Nhân dân và Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 29 tháng 1, sau một ngày khai mạc phiên tòa sơ thẩm, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử phạt cựu Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành mức án 30-36 tháng tù, cựu Thứ trưởng Trần Việt Tân mức án 36-42 tháng tù, cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng Vũ Nhôm bị đề nghị mức án 14-15 năm tù. Ở tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Phan Hữu Tuấn, cựu phó Tổng cục trưởng Tổng cục V, Tổng cục Tình báo Bộ Công an bị đề nghị phạt 7 năm tù. Nguyễn Hữu Bách, cựu phó Cục trưởng Cục B61 Tổng cục V, 7-8 năm tù. Viện Kiểm sát đề nghị cấm các bị cáo Vũ, Tuấn, Bách đảm nhiệm chức vụ trong ngành công an từ 4-5 năm, với bị cáo Thành, Tân là 3-4 năm. Với 7 dự án đất công có vị trí đắc địa ở Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh bị Vũ Nhôm thâu tóm, hiện đã bị kê biên, Viện Kiểm sát giao cho chính quyền hai thành phố này thu hồi và xử lý. Các khu đất khác cũng được thu hồi theo pháp luật. Bản luận tội xác định đây là vụ án rất nghiêm trọng. Các bị cáo là những người có chức vụ cao, quan trọng trong ngành công an, nhưng đã không giữ được phẩm chất đạo đức, bản lĩnh mà còn lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao giúp sức tích cực cho Vũ Nhôm hoặc thiếu trách nhiệm để Vũ lợi dụng, thâu tóm các dự án nhà, đất công sản có vị trí đắc địa ở Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 25 và 26 tháng 1 vừa qua, các trung tâm y tế, trạm y tế xã, phường trên địa bàn Hải Phòng tiến hành tiêm vaccine Comirnaty cho trẻ. Sau tiêm, có nhiều cháu bị phản ứng co giật, tím tái cơ thể, nhập viện cấp cứu. Huyện Kiến Thụy có 31 cháu bị phản ứng, nhiều nhất ở Hải Phòng. Ngày 28 tháng 1, bà Phạm Thu Xanh, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho biết, sau 4 ngày điều trị tích cực, cơ bản các cháu đã ổn định, xuất viện. Hiện có 4 cháu đang điều trị tại Bệnh viện Trẻ Em thành phố do liên quan đến đường ruột. Cũng theo Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng, trước khi tiêm vaccine, Sở đã yêu cầu các y bác sĩ phải theo dõi sát sao các bé được tiêm. Nếu phát hiện trường hợp nào bị phản ứng, lập tức hướng dẫn gia đình đưa trẻ đến bệnh viện gần nhất cấp cứu. Vaccine Comirnaty là vaccine 5 trong 1 phòng các bệnh bạch hầu, ho gà, uống ván, viêm gan B, viêm phổi, viêm màng não do vi khuẩn HIV. Đây là vaccine thay thế Quinvaxem và chất lượng tương đương được Bộ Y tế đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng từ tháng 12 năm 2018. Sau tiêm, một số trẻ có phản ứng phản vệ. Bộ Y tế xác định tỷ lệ phản ứng trong chuẩn cho phép của Tổ chức Y tế Thế giới, một số trường hợp không liên quan đến vaccine. Hồi đầu tháng 1 năm 2019, một em bé ở Hà Nội tử vong nghi do sốc phản vệ sau tiêm Comirnaty.
Thưa quý vị và các bạn, vào tối ngày 28 tháng 1, chuyên trang Nhan Sắc công bố Hờ Hèn Niê dẫn đầu sau các vòng với 4.576 điểm. Cụ thể, số điểm vẻ đẹp của Hờ Hèn Niê là 4.318 điểm. Phần trình diễn tại Miss Universe 2018 nhận 4.636 điểm và mức ảnh hưởng trên thế giới là 4.773 điểm. Miss Sociology mô tả Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam như sau: Hờ Hèn Niê đến từ cộng đồng dân tộc thiểu số và đáng ra phải kết hôn từ năm 14 tuổi, nhưng cô không muốn giống như nhiều đứa trẻ khác trong làng mà muốn theo đuổi ước mơ. Sau khi tới thành phố Hồ Chí Minh, Hờ Hèn Niê phải làm giúp việc để trang trải tiền học, tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế. Cô làm người mẫu và dần bước vào hành trình thi Hoa hậu Hoàng vũ. Sự tử tế của cô thật đáng ngưỡng mộ khi Hờ Hèn Niê dành tiền thưởng để xây dựng thư viện cho những trẻ em ở vùng quê nghèo. Chuyên trang Nhan Sắc đánh giá cao ngoại hình của Hờ Hèn Niê tại sân khấu Hoa hậu Hoàng vũ 2018. Mái tóc PC tạo cho cô sự khác biệt và phù hợp tiêu chí đẹp một cách tự tin. Cô tỏa sáng mỗi khi có mặt trên sân khấu. Hờ Hèn Niê có thể không đăng quang, nhưng cô ấy giành được trái tim của mọi người nhờ câu chuyện truyền cảm hứng, Miss Sociology viết. Hoa hậu Mariam Valaco của Venezuela đứng thứ hai với 4.455 điểm. Người đẹp Tamarine Green và Thelma Madeira đứng thứ ba và thứ tư cùng được 4.197 điểm. Ma Atisa Manolo, người đẹp Philippines, đứng thứ năm với 4.076 điểm. Tiếp theo đây, xin mời quý vị cùng đến với phần tin quốc tế. Mở đầu là thông tin tình hình Venezuela tiếp tục căng thẳng. Ngoại trưởng Venezuela cho biết Tổng thống Nicolas Maduro đã đề nghị đối thoại với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo đài ABC Mỹ, trong cuộc họp báo ngày 28 tháng 1, ông George Arreaza, Ngoại trưởng Venezuela, khẳng định chính quyền Mỹ vẫn tiếp tục duy trì quan hệ ngoại giao với chính phủ của ông Maduro. Cũng theo Ngoại trưởng Venezuela, Tổng thống Nicolas Maduro đã đề xuất yêu cầu gặp và đối thoại với Tổng thống Mỹ Donald Trump về các vấn đề khủng hoảng chính trị hiện nay. Tuy nhiên, tới nay Nhà Trắng vẫn chưa phản hồi về đề nghị đó. Trong khi đó, ngày 28 tháng 1, cả Bộ trưởng Tài chính Mỹ Mnuchin lẫn Cố vấn An ninh Quốc gia Bolton đều đã phát đi những thông báo trừng phạt kinh tế lẫn đe dọa can thiệp của chính quyền Mỹ. Thực tế, Mỹ đã công bố loạt biện pháp cấm vận nhằm vào tập đoàn dầu khí quốc gia, bao gồm đóng băng 7 tỷ đô la tài sản của tập đoàn này ở Mỹ và giới hạn các giao dịch của tập đoàn này. Venezuela có thể mất 11 tỷ đô la từ xuất khẩu dầu mỏ trong năm tới do biện pháp cấm vận. Chúng tôi tuyên bố rằng nếu Israel có bất cứ hành động nào nhằm phát động chiến tranh nhắm vào Iran, điều đó chắc chắn sẽ dẫn tới sự diệt vong của họ và việc giải phóng vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Reuters dẫn phát biểu ngày 28 tháng 1 của chuẩn tướng Hossein Salami, phó tư lệnh vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Chiến lược của chúng tôi là xóa sổ Israel khỏi bản đồ địa chính trị thế giới và Tel Aviv dường như đang tiến đến thực tế này bởi những hành động của họ, Salami nói thêm. Cảnh báo của tướng Salami được đưa ra một tuần sau khi không quân Israel không kích các vị trí đóng quân của lực lượng Iran trong lãnh thổ Syria. Phòng không Syria đánh trả vụ không kích, bắn hạ nhiều tên lửa của Israel, nhưng để mất ít nhất hai tổ hợp phòng không, trong đó có một tổ hợp Panzer S-1. Thưa quý vị và các bạn, Bắc Kinh phản ứng gay gắt với cáo buộc của Mỹ chống lại tập đoàn viễn thông Huawei trong động thái làm leo thang căng thẳng ngay trước cuộc đàm phán thương mại song phương. Tuyên bố trước các nhà báo tại Bắc Kinh ngày 29 tháng 1, ông Wen Ku, một quan chức cấp cao của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, chỉ trích các cáo buộc của Mỹ là bất công và vô đạo đức. Cùng lúc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ lo ngại trước việc Huawei chịu hàng loạt cáo buộc của Mỹ. Bộ này yêu cầu Washington ngừng đàn áp vô lý các công ty của Trung Quốc. Hãng tin AFP cho biết Bộ Tư pháp Mỹ ngày 28 tháng 1 đã công bố 13 cáo buộc chống lại bà Mạnh, hiện đang được bảo lãnh tại ngoại ở Canada, và ba chi nhánh liên quan đến việc vi phạm lệnh trừng phạt Iran của Mỹ. Các cáo buộc được đưa ra ngay trước thềm cuộc đàm phán thương mại cấp cao Mỹ-Trung tại Washington diễn ra từ 30 tháng 1 với sự tham gia của nhà đàm phán lão luyện, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. Động thái của Mỹ lập tức khiến thị trường chứng khoán Trung Quốc và Hồng Kông tụt giảm với chỉ số CSI 300 giảm 0,1% và Hang Seng giảm 0,59%. Thưa quý vị khán giả, việc Trung Quốc rót khoản tiền đầu tư lớn để phát triển vùng ven biển Campuchia thành kinh đô sòng bạc đã làm thay da đổi thịt khu vực này, song cũng mang lại những hệ lụy phức tạp cho đời sống của nhân dân địa phương. Sihanouk Valley, thủ phủ ven biển của tỉnh Red Sihanouk, từng là nơi yên tĩnh và bình an.
ngày nay, sự đầu tư của Trung Quốc đã thay da đổi thịt Red Sihanouk, biến tỉnh này thành trung tâm bài bạc khổng lồ cho khách du lịch từ đại lục. Kinh doanh sòng bạc bị cấm tại Trung Quốc, chỉ có tại Macau, nơi được gọi là Las Vegas của châu Á, mới có luật đặc biệt cho phép kinh doanh sòng bạc trên quy mô lớn. Trong khi đó, Sihanouk ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn thay thế Macau. Tại đây, có khoảng 50 sòng bạc do Trung Quốc sở hữu và hàng chục tổ hợp khách sạn đang được thi công. Theo tỉnh trưởng Brad Sihanouk, hiện 30% dân số của Sihanouk là người Trung Quốc và số lượng người Trung Quốc tới khu vực này tăng đột biến trong 2 năm gần đây. Tỉnh trưởng Brad Sihanouk mô tả dòng tiền đầu tư của Trung Quốc là cơ hội vàng và kim cương cho tất cả mọi người. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh trưởng Brad Sihanouk, ông Sunmin cho rằng điều kiện sống cơ bản của người dân địa phương đã được cải thiện nhờ có sự xuất hiện của người Trung Quốc. Thu nhập người dân Campuchia tăng gấp đôi so với mức 1.700 đô la Mỹ trên một năm hồi năm 2015. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng tiền đầu tư, các sòng bạc và dân số ngày càng tăng cũng mang lại rắc rối cho khu vực này. Và đó cũng là thông tin khép lại bản tin nóng 24 giờ ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.